trước. Em thấy mắt cá nhà anh sai trái không? Sai đấy. Cái giống này là QR1 này. Bắt đầu có hiện tượng già này, bọn anh sẽ thu hoạch mấy trái già này trước. Còn mấy trái này còn non, mai mốt bọn anh sẽ thu hoạch một đợt sau. Bọn anh sẽ dùng máy trà trà hết mấy hạt này ra. Thế này là mình hái từ quả hay là sao ta? Mình sẽ nhặt mấy hạt già này trước này em. Cái này, hạt già này. Đấy, già thấy không? Cái vỏ nó rất đen thấy không? Nhân bên trong nó sẽ ngọt, còn mấy quả non thì nó chưa có nhân. Cây này tầm bọn anh trồng là được khoảng 4-5 năm rồi. Thì sai quả à, nhờ kỹ thuật chăm sóc với này khí hậu tự nhiên đấy. Nên là ở đây nó cũng có nhiều ưu đãi nên là nó mới được cây sinh trưởng như thế này. Trồng cây này cũng cực lắm em, cũng không phải đơn giản. Thường thì cái cây mắc ca này mình thu hoạch là thường điểm trong năm vậy anh? Mắc ca này ở vùng Tây Nguyên này thì mình thu vào tầm tháng 1, tháng 2 là cái vụ trái vụ em. Còn cái vụ chính vụ của nó là tháng 6, tháng 7. Cái vụ này là trái vụ này, nhưng mà năm nay năng suất trái vụ này anh đánh giá năm nay là khá cao đấy. Nhà anh quả năm nay khá là sai như là chính vụ mà. Cái này nó trái vụ nhưng nó nhiều quả. Năm nay trái vụ đậu quả. Cây này là một trong những cây sai quả nhất nhà anh này. Ở trên đây còn mấy cây nữa, để anh dẫn em đi xem. Đây anh trồng kết hợp các cây tiêu sen với lại sầu riêng với mắc ca, nhưng mà chủ lực là mắc ca. Trên đây mấy cây. Đấy em thấy không? Cây này của anh rất là đậu nhiều hoa. Nhưng mà hoa này là vụ sau. Bên trong này cũng nhiều quả. Sau khi thu hoạch thì người dân sẽ bán cho thương lái như thế nào? Cái này là thương lái sẽ vào tận nhà mình để thu mua em. Thời điểm mức giá nó dao động tầm 80 đến 100 ngàn tùy từng thời điểm. Ồ, vậy giá cũng cao quá. Sao nhỉ? Đúng rồi. Nên là ở đây người ta đang khuyến khích trồng cây mắc ca là cây chủ lực kinh tế của vùng này đấy. Cây mắc ca này có quá khó để chăm sóc nhỉ? Quá trình chăm sóc thì nó cũng đơn giản lắm em. Một năm thì mình chỉ chú trọng vào phân với nước. Nước thì cũng không phải tưới mấy đâu. Phân thì bỏ, mùa mưa thì bỏ NPK. Với lại bao phân quả như quả này là quả già này. Còn quả này là non này. Non là nó chưa có cái màu sô cô la của nó. Cách để thu mua thường là thu mua như thế. Còn cái này cũng dễ chăm sóc lắm. Nó ít khi bị bệnh lắm. Nó chỉ cần là nhà là cây thân gỗ như cây rừng nên là đúng rồi, cái này cây thân gỗ cây rừng nên là nó phát triển thoải mái, với lại nó phù hợp với cái vùng đất của mình. Cây này mai anh cũng phải tỉa bớt này. Cây này nó khá rậm rạp. Cây này là mình trồng được bao nhiêu năm rồi anh nhỉ? Cây này to, nếu mà to như cây này là phải được 7-8 năm đấy em. 7-8 năm đã làm nhiều như vậy thì anh trồng sen với lại sầu riêng với lại tiêu nên là cái diện tích của mình nó không ổn định.